Ok, chào cả anh em nha. Hôm nay tranh thủ lên cho anh em con máy cài Kubota ZL22. Ý lộn, không phải là 22 nữa, cứ lẹo lưỡi nó hoài. 2002DT gạch M 20HP nha. Hai cầu nha, rất là đẹp luôn nha. Rồi sẵn dở lên coi bên trong coi như thế nào nha. Nó hai cầu ba máy, banker, shocker. Nó thẳng vào vấn đề luôn, máy móc thì là nguyên zin luôn, cực kỳ đã luôn. Nó thấy không, nội thất của nó thì giữ nguyên zin luôn cho anh em, không có động chạm gì hết, máy móc thì cũng nguyên zin luôn đó. Anh em nhìn thì anh em đánh giá nha. Rồi hạ xuống quay bên ngoài sương sương nha. Mấy cái dòng máy nhập này xài ngon lắm, chưa xài ở Việt Nam nha. Tem của nó nè, rất là đẹp, rất là ok luôn. Thì này thì kiểu như nguyên zin, nó bị trầy tróc tập lum hết trơn ha. Đó, cầu trước của nó nè, cầu trước của nó thì rất là ok, rất là đẹp nè, khô queo nè, không có xì dầu chảy nhớt gì hết trơn á. Con máy này nó làm việc trong môi trường khắc nghiệt cho nên là nó bị trầy tróc sơn, rỉ sét xương xương là chuyện bình thường ha. Môi trường bùn lầy sình đất gì đó, gai vỏ thì bị gai này thấy không, nó anh em tự đánh giá luôn. Mâm thì mâm zin luôn ha, nè tròn đĩa nè, không có vấn đề gì hết. Bên kia chút xíu nó qua bên kia đi, bên kia tại nó hẹp quá ha, không qua được. Chiều với lại xe chạy này quá hơi ồn ồn ha, anh chỗ nào mà coi không rõ thì anh em nghe không rõ và coi không rõ thì anh em cứ liên hệ lại ha. Cho coi cái tem luôn, còn khá là đẹp luôn nè. Đây nó còn cái miếng trắng bùn nè, còn rất là nguyên zin luôn, nguyên si luôn, chưa có rửa, chưa vệ sinh gì hết luôn. Bô thì đây là cái bô đen ha, cái bô đen chứ không phải là nó bị rỉ đen đâu nha. Đó, bô đen, thép đen ha, xài rất là ok luôn. Mấy con này thì hai cầu này mấy anh ở gọi là Tây Nguyên rất là thích luôn á. Mình có thể phục vụ các công việc như là kéo cài, kéo móc. Rồi đây mình soi gầm luôn ha. Nè, gầm của nó nè, còn rất là đẹp luôn, còn bám một cái lớp bụi rất là dày luôn nè. Vệ sinh lên, thay dầu lên một cái, phải nói chứ rất là đẹp luôn, đẹp cái kiểu mà đẹp long lanh luôn ha. Đó, ok, ổn áp luôn nha. Đó, thấy không, thấy ok không. Đó, thì đây giờ cắt chân thôi chứ không có gì hết trơn á. Thì chỗ này nó bị tróc một cái lớp sơn nhẹ ha, chứ không có gì hết trơn. Thì túp lô còn rất là đẹp nè, vô lăng thì ok nè, ghế thì là còn nguyên zin ha, đẹp, nhìn là thấy ok, ưng ý liền nha. Thì coi túp lô coi có vấn đề gì không ha, đẹp, không là cành đào ha, chưa có bị sợ gì nhiều hết. Thì con này xài lướt luôn, mới có 917 giờ thôi, lướt nhẹ ha, 917 giờ thì thấy rõ không nè, thấy không. Nó đem về xài thì ngon lành thành đào luôn. Mâm sao đó, đẹp nha, thông số 905-22, thông số lớp. Đó, nó bị oxy quá nhẹ thôi chứ ngoài ra là không có vấn đề gì hết trơn nha. Đó, thấy không anh em, nhà coi để ý nè, thấy không, nói chung là đẹp ha. Ngoài cái đẹp ra thì còn bên cạnh đó thì nó cũng bị oxy quá và bị rỉ xương xương nha. Ví dụ cái ghế zin nó rất là đẹp này, thấy không, nhưng mà phía sau nó thì nó bị oxy quá nhẹ, rỉ xương xương này, thấy không. Đó, đây rồi, cụm đèn phản quang xi nhan còn đầy đủ, rất là ok luôn. Vỏ đẹp ha, mâm đẹp, xài là bình thường, ngon lành thành đào, không có vấn đề gì hết trơn. Đó, đây là đuôi nè, đuôi rất là ok luôn. Đó, thông thường cái đuôi này bên người ta ít xài lắm, ví dụ như người ta sắm máy cài về, người ta cài một phần, nhà ta để đó một phần, với lại người ta cũng có thể làm những công việc khác nữa, không nhất thiết là cài không. Còn mình cũng vậy, đôi khi mình mua xe gì mình kéo móc chứ mình có cài đâu mà cái đuôi có vấn đề ha. Nói chung là anh em yên tâm đi, bao xài hết tất cả các chức năng luôn. Kiếm nè, còn rất là ok luôn, đẹp ha. Nó dày dặn ngon lành cành đào, ok luôn.
bao xài cho anh em luôn. Thấy con này gì xài khỏi chê ha. Ốc này thấy không, đẹp từng con luôn á, thấy không. Bên đây cũng vậy chứ không phải bên đẹp bên không nha. Rồi tới bên đây. Bên đây thì vỏ nó cũng đẹp, mâm của nó thì cũng khá là ok luôn, tròn trịa, tròn vành, không bị cứng mớp gì hết. Đây, đó, chờ các chân này nha. Đây là cái tay cầm cho nên mình cứng vững hơn, mình làm việc cho nó ngon lành đó nha. Cái chắn bụng đây còn rất là ok luôn. Đây là chỗ mình đạp thắng nè, cho nên nó còn rất là vàng, gọi là vàng khè luôn á. Trước đó ta đạp rất là ít luôn á. Ở bên Nhật kiểu như người ta làm, người ta xài qua cái mùa đó, người ta không có xài nữa. Khi người ta sắm, người ta xài một khoảng thời gian rồi, người ta không có xài nữa, người ta để ngoài á. Cho nên là bụt, đất, sình, lầy, đồ nó bị ăn mòn với xe thôi. Chứ ngoài ra là máy móc không có ảnh hưởng gì hết trơn á nha. Đây, vỏ trước bên đây thì nó bị mòn với gai ha. Chứ ngoài ra thì tất cả chỗ khác còn rất là ok, rất là đẹp luôn. Thì ví dụ như cái vỏ này mình xài được khoảng 5-2 năm mà mình thay vỏ khác bình thường nha, không có vấn đề gì hết trơn nha. Mâm đẹp ha, cái này zin nó vậy luôn á. Rồi, bây giờ mình đi xa xa ra cho anh em coi phần tổng quan ha. Đó, sau đó mình sẽ tiến hành cái phần tết máy cho anh em coi.